Thưa quý vị, do chưa bước vào mùa nắng nóng nhưng thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ tại tòa nhà chung cư, nhà cao tầng gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ như là sự chủ quan, thiếu các kỹ năng xử lý, thoát nạn của người dân và cả các phương án chữa cháy chưa được quan tâm đúng mức. Những hình ảnh sau đây của các phóng viên Đình Hoàn và Đoàn Hiệp sẽ cho thấy phần nào sự phối hợp chữa cháy giữa các đơn vị phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên nghiệp qua buổi diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Tình huống giả định là vào hồi 9 giờ ngày 15 tháng 4 xảy ra cháy tại tầng hầm B1 của tòa nhà New Skyline. Nguyên nhân là do một xe máy để tại vị trí tầng hầm do rỉ xăng, dầu chảy xuống sàn, gặp nguồn nhiệt từ đầu mẩu thuốc lá của người dân thiếu ý thức vứt trên sàn dẫn đến cháy. Đám cháy sau đó lan ra toàn bộ xe máy, sinh ra nhiệt lớn và nhiều khói khí độc. Tại thời điểm cháy có khoảng 500 người đang sinh sống và làm việc bên trong tòa nhà. Trong quá trình thoát nạn, nhiều người do hoảng loạn gây ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhiều người bị mắc kẹt, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 5 xe các loại cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng triển khai chữa cháy, đưa những người bị nạn xuống dưới an toàn. Khu diễn tập ngày hôm nay thực sự chúng tôi cũng cả thấy rằng là một cái điều vô cùng cần thiết và có cái ý nghĩa không những hiện tại mà trong tương lai của các cái dự án khác của Hút nữa. Qua đây chúng tôi cũng cảm nhận sâu sắc rằng là cái buổi diễn tập này không những diễn tập một cách lớn như này, còn các cái thường kỳ hàng tháng, hàng quý chúng tôi cũng phải thường xuyên diễn tập nhiều hơn nữa để làm sao để tránh các cái tổn thất cho dân cư cũng như là cái tài sản của Hút trong tương lai. Theo Công an quận Hà Đông, trên địa bàn có nhiều nhà chung cư, nhà cao tầng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, lơ là trong công tác phòng cháy cháy. Đáng chú ý, có tới 8 tòa nhà cao tầng chưa được nghiệm thu về phòng cháy cháy, nhưng vẫn để người dân vào ở. Cùng với đó là 64 công trình vi phạm các quy định về phòng cháy cháy trước khi luật phòng cháy cháy được ban hành, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, nhất là vào mùa nắng nóng. Hiện tại là có còn 8 tòa nhà cao tầng là chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng dân đã vào ở, và chúng tôi cũng đã làm rất quyết liệt và đã đình chỉ toàn bộ những ngôi nhà đó. Thế nhưng cái việc mà để khống chế không cho dân vào ở tiếp nữa thì cũng đã là khó khăn rồi. Bây giờ những người dân đã đến ở rồi mà lại yêu cầu di chuyển ra ngoài cũng rất là khó khăn, và chúng tôi cũng đang cố gắng để cùng phối hợp với lại các chủ đầu tư đó để giải quyết tất cả các tồn tại, để sớm đưa vào nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ở trong đó. Bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức phương án diễn tập phòng cháy cháy, lực lượng chức năng cũng quy định trách nhiệm của người đứng đầu tại các tòa nhà chung cư, nhà cao tầng. Qua đó từng bước ngăn ngừa, giảm nguy cơ về cháy nổ tại khu dân cư. Đầu tiên chúng ta phải mở tủ điều khiển bơm ra và chúng ta kiểm tra. Hiện tại này các anh đang để chế độ auto là ok rồi, được chưa? Đối với lực lượng của tòa nhà cháy của mình là gồm 25 người, và theo ca thì bọn mình có 2 ca trực để ở trong tòa nhà này, và sẽ thay đổi ca nhau trong ca kiếp trực, và sẽ bàn giao cho mỗi người những cái vị trí riêng để xử lý các cái khu vực vị trí mình quản lý, để phối kết hợp với lại các anh em để cùng với nhau để xử lý tình huống tốt nhất. Thực sự là rất yên tâm từ bản thân cá nhân gia đình nhà tôi cũng như các cái hộ mà cùng với cái tầng của tôi là hoàn toàn yên tâm về cái công tác phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà. Về phía đơn vị quản lý vận hành thì người ta cũng đã làm rất là bài bản và rất là chuẩn rồi. Tuy nhiên thì về phía góc độ làng cư dân thì tôi vẫn mong muốn là quan tâm hơn nữa về cái công tác phòng cháy chữa cháy, và có những cái tuyên truyền phổ biến đến cho cư dân chúng tôi để chúng tôi có những cái được thêm được những cái kiến thức. Vì đôi khi là tuyên truyền nhưng mà về phía cư dân có thể tại thời điểm đấy lắm được, nhưng mà có khi nhãng đi một thời gian thì nó có khi nó lại cũng lại quên đi mất những cái kỹ năng cơ bản cần thiết. Những buổi diễn tập về phòng cháy chữa cháy đang được tổ chức nhằm từng bước giúp ban quản lý các tòa nhà chung cư và người dân sinh sống tại đây nâng cao ý thức phòng cháy cháy, từ đó từng bước ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, thiệt hại thương tâm, nhất là thời điểm nắng nóng, hanh khô.